Á hậu Ngọc Thảo đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020, lọt vào top 20 chung cuộc. Khuyên Thảo đi cô mua cũng khá là nhiều, nhưng mà Thảo hơi ngại với sợ là bởi vì một phần là Thảo sợ bị đau này, một phần là Thảo sợ khi mà mình làm xong về nó bị sưng lên, và khi mà kiểu chốc da chốc vảy ra thì Thảo sợ là mình sẽ bị cancel nhiều việc, bởi vì lịch trình của Thảo cũng khá là bận. Thảo muốn mình có một đôi môi căng mọng đẹp tự nhiên này và phù hợp với tính chất công việc của mình, khi là có những cái job mà mình chỉ cần make up nhẹ thôi thì Thảo muốn mình trông vẫn tươi tắn, và khi mà cần make up đậm thì mình make up đậm được. Là một người đẹp, yêu vẻ đẹp tự nhiên, Á hậu Ngọc Thảo luôn tìm đến các phương pháp làm đẹp hiện đại giúp bản thân thêm tự tin. Và Ngọc Thảo đã tìm đến phun xăm tự nhiên trên Skim để làm đẹp cho đôi môi của mình thêm tươi tắn. Hãy cùng xem vì sao Á hậu lựa chọn đi phun môi nhé! Sau khi được tư vấn, Ngọc Thảo đã lựa chọn màu phun môi hồng baby. Cùng xem quá trình phun môi tự nhiên không bong của Ngọc Thảo sẽ cho kết quả như thế nào nhé! Quá trình phun môi được ủ tê và chuyên viên đi lực đều tay, đúng tầng da nên không gây cảm giác khó chịu. Bạn có thể tận hưởng quá trình làm đẹp môi như Á hậu Ngọc Thảo mà không lo lắng bị đau rát. Cặp môi ngay sau khi phun môi tự nhiên, không bong, không hề bị sưng tấy hay đau đớn. Màu sắc tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đẹp của cặp môi trong mộng. Khỏi phải make up, em ơi, khỏi phải make up, làm gì cho nó trôi, khỏi phải make up. Phun môi lại nhẹ nhàng như thế này, không có sưng đâu như mọi người hay nói. Và Thảo nghĩ là ngày mai Thảo có sự kiện ngay luôn rồi, không cần phải nghĩ đến mình. Thảo nghĩ là mọi người không biết được đâu, bởi vì màu của Thảo rất là tự nhiên. Trên Skim đã chinh phục thành công vẻ đẹp của Á hậu. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay với Trên Skim để được tư vấn màu môi phù hợp nhất nhé.